Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cấu hình System Policy và Server Policy. Thì về cấu hình System Policy, Server Policy thì các bạn vui lòng là theo dõi video của mình để các bạn có thể là thao tác chính xác. Thì điều đầu tiên là các bạn cần phải vào Function Bar. Rồi sau đó các bạn vào System Manager. Các bạn vào RAM, rồi các bạn vào Microsoft Exchange để các bạn lấy cái System Manager. Bạn để ra ngoài màn hình desktop để sau này các bạn thao tác dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Rồi sau khi các bạn đã lấy được cái System Manager rồi á, ra màn hình desktop rồi á, thì các bạn mở nó lên và các bạn phóng to nó lên. Rồi tại đây thì các bạn vui lòng nhìn mình thao tác để các bạn thao tác và thực hiện cho đúng. Trong quá trình thao tác, nếu như các bạn gặp trục trặc hay là gặp sự cố gì thì các bạn vui lòng xem lại video của mình để các bạn thao tác một cách chính xác hơn. Thì trong video của mình thì mình đã làm tương đối đầy đủ và chính xác, thì các bạn có thể là các bạn dựa vào đây để các bạn thao tác và thực hiện các bước cho nó phù hợp và chính xác để nó đem lại cho các bạn tính hiệu quả cũng như là sự cái tính hiệu quả cũng giống như là sự thành công trong quá trình cài đặt cũng như là cấu hình của các bạn dành cho máy server mà các bạn đang quản trị. Mình sẽ up từng video một lên trang kênh của mình. Thì nói chung là nó cũng là các video mà hỗ trợ cũng như là nó theo một cái luồng nhất định. Thì khi đó thì các bạn có thể là các bạn đọc thêm cũng như tìm hiểu thêm. Nếu như các bạn có nhu cầu setup một cách đầy đủ thì các bạn có thể là coi các cái video mà mình đã từng up lên. Thì nói chung là nó theo một cái luồng nhất định về vấn đề từ việc setup đến cấu hình đến hướng dẫn vân vân. Thì nói chung là mọi thao tác thì nó cũng đều đi đến cái kết quả chung là thực hiện trên cái Winserver 2003 và đem đến cái công việc cho các bạn, công việc quản trị hệ thống cho các bạn. Thì các cái Windows Server sau này thì mọi thao tác nó cũng tương tự như Windows Server 2003, nó chỉ khác về giao diện cũng như là các chức năng thì nó có thêm nhưng mà nó cũng không đáng kể.
À, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.